Chào mừng các bạn đã đến với kênh Kiến thức tử vi về tướng số của chúng tôi để cùng chiêm nghiệm và giải mã tướng số của mình cũng như của người khác. Nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để nhận được video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Và hôm nay, Kiến thức tử vi sẽ đem đến với các bạn một video mới nhất và nóng nhất với nội dung về tài lộc của những con giáp trong năm 2019. Và sau đây xin mời các bạn hãy chú ý lắng nghe và theo dõi. Chúc các bạn xem video vui vẻ và những giây phút thư giãn nhất. Trong nửa cuối tháng 8, có 4 con giáp này hãy thận trọng tránh hao tiền tốn của. Trong nửa cuối tháng 8, có 4 con giáp này rất dễ gặp phải những chuyện xui xẻo không may và đặc biệt về chuyện tiền bạc, do đó bạn cần phải thận trọng để tránh khỏi những chuyện phiền phức có thể gây mất mát đến tiền của và những chuyện không đáng có. Một là người tuổi Mão. Mão là một con giáp cần cù chăm chỉ và được lòng mọi người, nhưng chính vì sự dễ tính, nhẹ dạ và cả tin nên hay bị lợi dụng. Vì thế những người tuổi Mão phải cần hết sức đề phòng người tiểu nhân lừa tiền trong những ngày cuối tháng 8 dương lịch này. Bạn cần phải tỉnh táo để biết ai mới là người thực sự chân thành để gửi gắm chân tình cũng như tiền bạc hùn vốn làm ăn nhé. Hai là người tuổi Tuất. Những người tuổi Tuất vốn là những người yêu thích sự khám phá và trải nghiệm, thử sức với những điều mới mẻ, và vì thế người tuổi Tuất rất yêu thích sự thay đổi liên tục trong cuộc sống cũng như công việc. Song trong tháng 8 này thì người tuổi Tuất cần phải hạn chế những việc đi lại và đầu tư làm ăn trong một số lĩnh vực mới. Nếu kiên nhẫn theo đuổi với những công việc hiện tại, rất có thể bạn sớm tạo dựng được một thành công lớn. Việc đầu tư hoặc rẽ hướng sang một lĩnh vực mới có thể giúp bạn có nhiều kinh nghiệm và cơ hội hơn, nhưng đồng thời cũng mang đến rất nhiều những rủi ro, và đặc biệt trong tháng 8 dương này. Ba là người tuổi Sửu. Trong tháng 8, người tuổi Sửu không chỉ tiêu tốn về tiền bạc mà còn rất dễ vướng vào những chuyện rắc rối trong công việc cũng như chuyện tình cảm. Vào khoảng thời gian cuối tháng này, bạn khá căng thẳng về những vấn đề nó có liên quan đến chuyện tài chính. Dù là một người khá chỉn chu và luôn đặt ra những kế hoạch và mục tiêu rõ ràng. Bốn là người tuổi Ngọ. Tuổi Ngọ vốn là những người tốt bụng. Con giáp này thường hay giúp đỡ những người xung quanh và hết lòng hết dạ. Nhưng tuy nhiên trong tháng 8 này thì những người tuổi Ngọ hãy cần lưu ý về các mối quan hệ xung quanh nó liên quan đến tiền bạc. Rất có thể bạn sẽ gặp phải những người mà họ lợi dụng lòng tốt của mình để lừa gạt tiền bạc của bạn. Tốt nhất bạn nên cảnh giác với những người mới quen, vì rất có thể bạn phải tiêu tốn tiền bạc hoặc hao tâm tổn sức mà không đổi lại được gì cả. Và bạn cũng nên hạn chế chơi những trò chơi may rủi hoặc đầu tư vào những lĩnh vực mới. Về phần 2 là chỉ thẳng mặt. Ba con giáp hay than nghèo kể khổ nhưng lại là một đại gia ngầm lắm tiền nhiều của, luôn miệng than vãn và tỏ ra nghèo khó, nhưng ba con giáp này thực tế rất giàu có của nạ đầy nhà, đến mãi cũng không hết tiền. Ba con giáp giàu có này là đại gia khét tiếng nhưng lại hay than nghèo kẻ khổ, vậy nên người ngoài hiếm ai biết rằng họ giàu có đến mức độ nào. Một là người tuổi Tý. Theo sách tử vi của 12 con giáp có nói, Tý là một người rất tài giỏi, khôn ngoan, lại nhanh nhẹn, nên ngay từ những ngày đầu lập nghiệp đã làm nên những chuyện lớn và càng chăm chỉ làm việc, tập trung kiếm tiền, Tý càng có tài vận vượng phát. Một vốn bốn lời, dẫu hay than thở và thích kêu ca nhưng Tý chưa bao giờ biếng lười, cũng không khinh người và nắm trong tay một khối tài sản khổng lồ. Nhưng con giáp may mắn này vẫn chi tiêu tiết kiệm, không hoang phí mà lại hay làm việc thiện, đỡ đần những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình mà chẳng suy tính thiệt hơn. Vậy nên càng về hậu vận, Tý càng thêm phúc và thêm phần, nửa đời còn lại chỉ việc rủng rỉnh hốt bạc,
tha hồ mà hưởng lộc. Hai là người tuổi Thìn. Người tuổi Thìn là người nổi tiếng là một con giáp may mắn hơn người, sinh ra đã mang một mệnh phú quý phát tài. Ngay từ tuổi nhỏ họ đã được cha mẹ yêu thương, bề trên nuông chiều nên mọi điều được như ý. Về tài vận của con giáp này rất hanh thông, muốn gì được đấy. Con giáp này không phô trương, chẳng háo danh nên chỉ những người thân thiết mới biết Thìn là một đại gia ngầm mà thôi. Bởi nhìn vẻ ngoài của Thìn rất giản dị, lối sống cần kiệm của Thìn hiếm ai mà nghĩ họ có bạc tỷ trong tay. Thìn là một con giáp có nhà cao cửa rộng. Từ ngưỡng 35 tuổi thì Thìn đã là một đàn ông hay một phụ nữ đều có một sự nghiệp vững vàng, thu nhập tăng theo một con số nhân, và hơn cả họ còn có một gia đình ấm êm và viên mãn, bên người bạn đời tâm đầu ý hợp, thương yêu hết lòng. Ba là người tuổi Tuất. Tuất là một con giáp chân thành, thiện lương, lại thật tâm trong tất cả các mối quan hệ, nên không ít lần Tuất bị người khác lợi dụng và hãm hại mà không hề hay biết. Thế nhưng thay vì xù lông đáp trả, Tuất lại chẳng hề oán trách người đã gây ra những chuyện ác với mình. Họ cứ sống điềm đạm, tử tế và nỗ lực không ngừng để khẳng định mình, để vươn lên mỗi ngày, nên Tuất có hậu vận an yên, tiền tài dư giả, có tiền có quyền, sớm gia nhập một hội đại gia. Nhưng Tuất vẫn chăm chỉ làm việc, không ngừng sáng tạo nên ngày càng thành công, phúc phần hơn người. Đừng vội trông mặt mà bắt cánh rong, đừng nhìn vẻ bề ngoài tình toàn mà nghĩ Tuất không có tiền, kẻo bạn sẽ bị họ qua mặt đấy. Về phần 3 là phát hờn với ba con giáp, thăng hoa bất ngờ, làm gì cũng hái ra tiền trong 100 ngày tới. Nhờ có thần tài bám giết, không buông, bề trên nâng đỡ hết lòng, nên ba con giáp này cực kỳ may mắn, sẽ uống no lộc tài, làm một hưởng mười trong 100 ngày tới. Những con giáp may mắn dưới đây sẽ tha hồ hót vàng hót bạc, rung đùi mà đếm tiền trong 100 ngày tới nhờ phúc phần trời cho. Một là người tuổi Tỵ. Trời sinh những người tuổi Tỵ, dù là người đàn ông hay là người phụ nữ, đều có tiền tài song hành, may mắn theo chân. Họ là một trong những con giáp rất có bản lĩnh, khôn ngoan, lại có chí tiến thủ, nên càng hậu vận càng ăn nên và làm ra, của nả đầy nhà. Năm Kỷ Hợi 2019 là một năm giúp người tuổi Tỵ thành một con giáp giàu có bậc nhất, kiếm bạc tỷ chỉ trong trước mắt. Và đặc biệt trong 100 ngày tới đây, nhờ có thần tài đưa đường chỉ lối nên con giáp tuổi Tỵ sẽ thành công một cách ngoạn mục, tiến xa trên con đường công danh và sự nghiệp. Chẳng cần quá lao lực mà con giáp này vẫn có phúc, có phần đầy nhà, an nhàn hưởng lộc, khiến ai ai cũng phải thầm ngưỡng mộ. Hai là người tuổi Dậu. Sau những khốn khó trông chênh và cả những thất bại, thì 100 ngày tới đây Dậu sẽ bước vào một thời gian và một con đường hoàng kim của đời mình. Hãy cứ dám nghĩ và dám làm, dám ước mơ mà theo đuổi đam mê, thì không chỉ tiền, ngay cả nhà đẹp xe sang Dậu cũng dư sức được sở hữu. Vậy nên dù hiện tại có gặp phải những điều không may thì Dậu cũng đừng nản chí. Sách tử vi 12 con giáp đã nói rằng chỉ cần bước sang tháng 9 năm 2019 thì đời Dậu sẽ phất lên như diều gặp gió, cứ thế mà giàu lên. Ba là người tuổi Dần. Dần là một người có bản lĩnh kiên định, lại có gan làm giàu, nên Dần dù là một người đàn ông hay là một người phụ nữ, chẳng bao giờ thiếu tiền, may mắn, tài năng, lại khéo léo trong đối nhân xử thế, nên con giáp tuổi Dần luôn gặp may mắn trên con đường về tài lộc. Cứ bước chân trái là có thần tài theo chân, bước chân phải là có quý nhân phù trợ. Càng về cuối năm 2019 thì vận tài lộc của người tuổi Dần càng thêm vượng, chẳng những thăng chức tăng lương mà Dần còn thu được một món lợi cực lớn, khiến ngay chính bản thân họ cũng ngỡ ngàng trước những số tiền khủng mà mình kiếm được.
Đừng tiếc like và comment khi xem video này.